Chào tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, là mình đây. Hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại review cho anh em top những nhà cái uy tín nhất thời điểm hiện tại anh em nhá. Hiện tại thì không biết là anh em đang trải nghiệm kiếm lãi với những nhà cái nào và cái độ ổn định của nhà cái anh em đang chơi nó có ok không. Đấy thì thời gian vừa qua cũng khá là nhiều anh em nhắn tin cho tôi là hiện tại thời điểm hiện tại thì khá là nhiều nhà cái bị chặn đường link vấn đề đấy là do an ninh mạng nó chặn anh em an ninh mạng nó quét đấy thời điểm gần đây thì những bộ môn thể thao như thế này khá là để được khá là bị an ninh mạng nó để ý cho nên là một số nhà cái nó phải đổi đường link liên tục thôi vấn đề đấy không thể tránh được thì mình chọn những cái nhà cái nào nó uy tín để mà chơi để tránh trường hợp là gặp phải những nhà cái bịp đấy, hiện tại thì cũng rất là nhiều đấy anh em ạ khá là nhiều đấy mình phải tỉnh táo thôi mình đã chơi những bộ môn thể thao này đã chơi với máy rồi mà còn bị bịp nữa thì tồi đúng không đã bị bịp nữa thì chịu luôn cho là anh em chơi hay anh em bắt cầu hay anh em tính toán hay đi thì... nhưng mà anh em gặp phải cái thằng nhà cái nó bịp ấy ăn xong nó không cho rút thì cũng bằng thừa thôi đúng chưa hiện tại thì có một số nhà cái khá là uy tín này như là cu này y9 bet này ethbet này sunwin này đấy uh, gấu 88 này sao tắm game bài này đấy khá là nhiều nhà cái uy đến anh em có thể chọn và trải nghiệm xem thử là nhà cái nào nó hợp với mình thì mình chơi có thể là mỗi người sẽ có một cái đánh giá riêng có thể là tôi hợp với con này nhưng mà anh lại hợp với con kia anh kiểu như thế thì cứ phải chơi phải trải nghiệm mới biết được là nhà cái nào nó phù hợp với bản thân đã xác định chơi là xác định phải có lãi thì mới chơi. Còn không là mình không chơi anh em nhá. Xác định cho phải có lãi mới chơi. Cái tầm này mình chơi mà cứ thua ngày nào cũng thua thì mình chơi làm cái gì cho nó mất thời gian, đúng không? Chơi làm cái gì cho nó mất thời gian. Đã xác định chơi là phải có lãi. Tầm này mà không có lãi thì anh em nên nghỉ thôi. Ok, thì nhà cái mình tại tôi đã tham gia kiếm lãi mỗi ngày đây. Nó là nhà cái 68 game bài. Nhưng cái giao diện thì ra không xa lạ gì nó rồi. Đấy, giao diện rất là bắt mắt luôn, tích hợp đầy đủ những con game 3D và những sảnh live trực tuyến thông dụng nhất thời điểm này nay. Đấy. Có nhiều sự lựa chọn cho anh em. Anh anh em nào thích chơi 3D thì vào chơi 3D thôi, kiểu 3D nó cũng khá là dễ chơi, nó dễ tập trung được. Đấy, còn còn những con kiểu live này thì vừa vào chơi vừa ngắm gái kiểu như thế. Mỗi người sẽ có một cái đam mê riêng mà anh em. Còn tôi thì tôi sẽ thích chơi kiểu 3D hơn. Nhanh anh em ạ, tập trung được. Rồi ok, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em kinh nghiệm chơi sóc đĩa trên 68 cái bài anh em nhé Vào len keng tí cho nó vui tai thôi nha mọi Nói chung là tôi không biết được cái mục tiêu của anh em mỗi ngày là như thế nào. Kiếm được bao nhiêu, nhưng đối với tôi thì cứ mỗi ngày cứ vào ăn non hai ba củ gì đấy như thế được rồi không mà, anh em ạ, mỗi ngày hai ba củ nhưng mà nó đều được đây cầu này đang đi cầu hai đúng không đây là trước củ đi nháp cái đi anh em ạ tức là trước khi mới vào chơi ấy mình chưa nắm được cái cầu nó đi như thế nào ấy thì mình cứ đánh từ từ đã ok bố này mình cứ đánh từ từ đều tay cái đã những tiếng kết mình có thể đánh to chứ mới vào mà anh em được có năm mười củ mới vào tay đầu tiên anh em phang bố nó ba bốn củ rồi đến khi còn lại một củ nữa thì gỡ kiểu chí đây năm củ mà gỡ một hai củ thì dễ nhưng một củ mà đi gỡ năm củ thì nó cực kỳ khó luôn anh em ạ cái tâm lý của mình ấy, một củ mà để cứ nắm củ thì tiếng nào anh em cũng ô in luôn cứ vào là ô in cứ vào là ô in nếu như mà hên thì ăn còn nếu mà xui thì mất trắng luôn đấy cái xác suất mình ra đi nó sẽ rất là cao đấy cho nên là mới vào thì cứ bình tĩnh mới từ từ cái đã đừng có vội vàng nó gấp gáp làm gì hết cái điều gì đến thì nó sẽ đến thôi anh em ạ và cứ bám cầu mà chơi hạn chế bẻ cầu lại cho tôi nhá ok bám cầu một hai cái đã hai một cái đã OK, ia yeah, cứ hút này nhá, cứ bám cầu mà chơi thôi, không phải vội vàng gì hết. Ai muốn bẻ thì bẻ, ai muốn làm gì thì làm, tôi tôi cứ bám cầu. Trước đây đến giờ tôi cứ bám cầu, độc mỗi một cách chơi nó bám cầu anh em ạ Và tôi thấy là cái xác suất của mình bám cầu nó ăn ấy nó cao hơn rất là nhiều so với đi bẻ cầu. Bẻ cầu cái rủi ro nó rất là cao anh em ạ, mà rất là dễ là đi hết luôn. Bởi vì khi mình bẻ mà thua khoảng một hai tay gì đấy, ấy, khi đấy là bắt đầu mình kiểu cứ có cảm giác là cay cú anh em thì luôn khi mà bẻ một hai tay mà thua ấy cảm giác cay cú này kia các thứ là bắt đầu khi đấy là bắt đầu cho đi hết luôn bao nhiêu nó cũng đi hết rồi anh em ạ em nên nhớ những cái mà tôi đã chia sẻ đây là những cái mà tôi đã vấp phải rồi đấy thì tôi chia sẻ lại cho anh em để em rút ra được cái kinh nghiệm mà chơi chứ không phải là mình khoe mẽ là bốc phép cái gì đâu đấy, cho nên là anh em hãy lưu tâm cho tôi một tí, bởi vì mình đã xác định chơi là mình phải chơi thế nào có lãi cơ, còn chơi mà không có lãi thì đừng có chơi, đấy đơn giản thế thôi. Cho nên là hàng ngày tôi đều lên những cái video như thế này để tôi chia sẻ với anh em là chia sẻ cái kinh nghiệm thôi, chứ không ai tài giỏi gì mà thắng mãi được. Tôi không dám chắc là từ ngày nào tôi không ăn, nhưng mà tôi chắc chắn là cái kinh nghiệm của tôi đây có thể nó sẽ hơn rất là nhiều so với những anh em ở đây đúng không thì mình biết được cái gì thì mình chia sẻ lại cho những người đi sau thôi mình chơi được khoảng chín mười năm rồi đấy anh em ạ không phải nói láo chứ bốc phép làm cái gì chứ có những ngày có những thời điểm mà tôi đi mẹ mày không có một cái gì trong tay luôn thế thì đó có phải là cái vinh dự gì đâu mà khoe ra anh em đấy, những cái đấy là mình nói để anh em cùng tránh thôi tránh rơi vào những cái hoàn cảnh như thế thôi đúng không rồi gãy này vãi nha về mo rồi anh em ơi về mo rồi tứ đỏ này ngon nhỉ tứ đỏ ngon nhỉ về mo rồi đấy sau một cái tứ đỏ hoặc là một tứ trắng ấy thường sẽ là một cái lẻ thường sẽ là một cái lẻ thường thôi em nhá khoảng 90% phần trăm sẽ là cái lẻ thì ví dụ như cái tay này có thể làm một tay to hơn một tí này đấy, bởi vì mình kết tiếng này thì mình đánh to thôi đúng không đấy làm luôn cái ba đỏ luôn này mình ghê thì mình đánh to rồi mẹ thua thì mình chịu gãy thì mình chịu thôi bởi vì tiếng kết của mình mà mình thích một cái gì đấy mình đam mê một cái đấy. một cái gì đấy thì không biết là có lợi lộc gì hay không hay là chắc ăn như thế nào hay không thì cứ cơ phang người đã bởi vì tiếng kết là cái tiếng gọi là đã chắc chắn khoảng 90 mươi chín phần trăm rồi gãy thì mình chấp nhận thôi ok chưa đấy như thế là thỏa mãn cho anh em thỏa mãn anh em chưa đơn giản thế thôi thỏa mãn cho anh em quá ngon lành luôn quyết định ngay ở một tiếng một tiếng một tiếng bạc anh em ạ nó phải như thế đánh đánh về ly và chắc keo thế anh em thấy chưa đấy, một cái phút lé lên thôi là mình đã đủ lại rồi đấy thấy chưa lại năm củ sáu này nha tuyệt vời thôi được rồi chắc là hôm nay là sẽ dừng lại tại đây thôi anh em thấy cách chơi của tôi nó hiệu quả chưa đấy, thay vì một ngày mình cứ cố gắng chảy cối để mình kiếm khoảng 12 hai củ thì cứ ăn non tầm 3 năm củ đi gì đấy đi đấy tính ra một tháng là một con số khổng lồ đấy anh em ạ đừng có đùa một con số khổng lồ đấy ok chưa được rồi thì chắc là hôm nay sẽ dừng lại tại đây đây là đường link của cái nhà cái sau bài ấy, thì tôi sẽ để phần mô tả cho anh em nhé anh em có thể vào trải nghiệm xem nó có uy tín nó có đúng nó có nổi bật như những gì mà tôi đánh giá ngày hôm nay hay không và cái cách chơi như thế nào thì anh em có thể xem mổ sẻ những cái video của tôi ra và xem là cái gì hay thì mình chấp thu và cái gì không đúng thì mình giúp kinh nghiệm. Ok chưa? Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.